là chú. Dạ chứ có dạ, phải là em. Chú Vân không ạ? À, dạ đúng rồi. Trời ơi, chú tầm chắc cả chục năm rồi đó. Từ chương trình du lịch kỳ thú. Chú năm nay bao nhiêu tuổi đó? Tôi năm nay là 60. Wow. 60. Vậy thì wow. cái tuổi mà lúc mà chú bắt đầu sử dụng đến tạ năng để tập luyện là năm chú bao nhiêu tuổi? Thì cái năm đó là tôi là 53 tuổi rồi. Tức là chị bác mới tập tạ nặng được 7 năm thôi ạ? 7 năm thôi. Thì đầu tiên là qua nhìn sơ sơ thì Đại cũng đã thấy hình thể của chú rồi đúng không? Thì bây giờ chú nói là chú 60 tuổi. Thì để chứng thực hơn nữa chúng ta sẽ xem thử giấy tờ của chú coi là Đại phải tin là lỡ lên kinh cố tình xạo Đại thì sao? Ở đây ghi là năm 59 nè. Thì bây giờ cái này là hồi xưa đó là sinh 29 tháng 1 năm 1956. Dạ. Mà khi mà làm cái chứng minh đó thì cái đặt cái năm sinh đi. Dạ. Chú Võ Văn Vân sinh ngày 29 tháng 1 năm 1959. Vậy là trên giấy tờ và thực tế thì chú đã 60 tuổi. 60. Ồ. Cái gì hãy bật TV vào lúc 22:40 trên Thách Vui Vẻ hàng tuần để xem chương trình nhé. Các bà có thể theo dõi lại trên kênh YouTube của chúng tôi, đó chính là MCV Media. Và đừng quên nhấn nút subscribe. Yeah, và bên cạnh đó hãy lên và truy cập vào fanpage của chúng tôi là Du lịch kỳ thú, để chúng ta hãy gửi những yêu cầu thử thách dành cho các thứ tự chúng tôi.